Anh chàng này sau khi phát hiện ra mình có thể sao chép giao diện của người khác chỉ bằng cách xỏ chân vào giày của họ thì đã đóng giả là một gã đẹp trai và đi húp bạn gái của gã kia. Tại sao anh ta lại có khả năng này? Và liệu với món quà đó thì Adam Sandler sẽ đi cứu thế giới hay thỏa mãn thú vui của bản thân? Chào mừng các bạn đã đến với Recap The Cobbler. Video này được mang đến cho bạn bởi content thịnh tu và giọng đọc vui vẻ, được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần làm một cái gì đó ở background để làm việc, học tập. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim. Đây là Max, người tiếp quản tiệm sửa giày ba đời nhà Simkin, chuyên đi đóng giày. Khác với nghề nghiệp của mình thì Max lâu lắm rồi chưa được đóng ai, 30 rồi vẫn chưa vợ, ngoại hình thì phổ thông, công việc thì nhàm chán, tài khoản Instagram còn chưa nổi 100 follower. Thi thoảng Max nghĩ là nếu ngày xưa ông cha mình đi đóng tàu hoặc là đóng phim đi thì giờ cuộc sống đã sáng hơn rồi không. Sáng nay anh được Carmen, cô gái đến từ ủy ban phường ghé thăm. Cô đang đi gõ cửa từng hộ nhà ở Lower East Side để đảm bảo họ đừng bán đất cho các nhà đầu tư, tại vì làm thế thì họ sẽ có tiền. Nhưng mà thứ thực sự quan trọng là văn hóa của New York. Số lượng quan tâm của Max đến cái văn hóa lâu đời của New York thì cũng chỉ ngang số neuron thần kinh của mấy thằng Joe Dien. Tức là anh này không quan tâm. Nếu mà được giá thì anh sẽ bán hết, cùng lắm đốt vàng mã khấn mấy cái xin các cụ tha thứ rồi gì. Thế là Carmen dẫn anh ra ngoài, thuyết phục anh về lịch sử của khu phố, về vẻ đẹp trong nét sinh hoạt hàng ngày. Sau khi nghe xong, Max chả thay đổi tí nào. Anh chỉ lắng nghe tại vì lâu rồi mới có con gái bắt chuyện với mình mà không phải nói chuyện giày dép. Thế là Max cũng ký vào đơn cho có, rồi nhìn crush mới đi mất và bị Jimmy, ông chủ cửa hàng bên cạnh trêu. Khi đường lên đèn, Max trở về nhà, nơi anh có một người mẹ hết mực yêu thương và một ông bố đã bỏ đi từ lâu. Mẹ của Max giờ giống như đống gạo và thóc trong chuyện Tấm Cám. Hơi lẫn rồi. Bà thi thoảng vẫn nghĩ rằng chồng mình vẫn đi chơi chưa về nên là nhắc Max gọi bố về ăn cơm. Đó là một ngày của anh chàng đóng giày, khá là nhàm chán. Sáng hôm sau, Max lại có mặt ở cửa hàng của mình. Nhưng mà khác với một ngày thường, chiều nay một tên đầu gấu ghé qua, hắn đưa anh đôi giày đắt tiền của mình và muốn lấy nó ngay trong hôm nay. Vì không muốn gặp rắc rối nên Max đã bỏ qua các đơn trước mà làm gấp. Nhưng mà cái máy khâu mới dập được vài cái thì đã hỏng, thợ sửa máy thì đang mải ăn mừng Bitcoin tăng giá nên không đến được. Thế là anh phải mò xuống tầng kho nơi có chứa chiếc máy khâu chạy bằng cơ của bố để lại. Tuy là có hơi mỏi chân nhưng mà vẫn chạy tốt. Tiếng cọt kẹt từ chiếc máy đánh động tới Jimmy nhà kế bên. Theo lời ông bác thì cái máy khâu này quý lắm. Ngày xưa bố của Max thua độ bóng đến sạt cả nghiệp mà cũng không bỏ nó đi, chỉ có bỏ mẹ con Max thôi. Sau gần một tiếng vật lộn với con ngựa sắt, Max cũng khâu xong đôi giày nhưng mà mãi không thấy tên đầu gấu quay lại. Thế nên là tối hôm đó Max ở lại tiệm đợi hắn, tại vì tay kia đấm có vẻ đau và Max thì không phải là võ sĩ MMA để kiểm chứng cái điều đấy. Đang buồn buồn chán chán thì Max thử xỏ chân vào giày của khách và điều kỳ lạ xảy ra. Nhìn vào trong gương, anh thấy mình biến thành tên đầu gấu. Quá hoảng sợ với dáng vẻ của tên khách hàng, anh tháo nó ra trở lại nhân dạng của mình. Max đóng cửa tiệm, lấy ra một đôi giày khác rồi đi vào chân, nhưng mà chả có gì xảy ra, nghĩa là phép màu không đến từ đôi giày mà đến từ chiếc máy khâu. Thế là anh mang chỗ giày cũ mà khách hàng để lại xuống cho chiếc máy đâm vài đường chỉ. Quả nhiên là khi đút chân vào chúng thì Max biến thành những người sở hữu, từ một ông lão bạc phơ cho tới một anh bán gà rán. Thậm chí sau khi xỏ chân vào chiếc giày rách thì Max đứng lên và nhận ra mình biến thành người vay ngân hàng để đầu cơ chung cư, tức là chết ở dưới đất đang phân hủy rồi đấy. Để xem chiếc máy khâu này quyền năng tới đâu, Max lấy ra một đôi giày cao gót đỏ choét, tưởng rằng là có cái gì hay, ai dè gặp ngay cái có gu. Thế thì mọi người có nhận được ra Max không? Để trả lời cho câu hỏi này, sáng hôm sau Max xỏ chân vào một đôi giày và qua bên cửa tiệm của ông chú cắt tóc. Quả nhiên là Jimmy không nhận ra. Thế là từ giờ Max sẽ có thêm một thú vui. Sau khi nhận giày từ khách, anh sẽ chọn ra một đôi và xỏ nó đi khắp nơi. Lúc thì trà trộn vào phố người Hoa, lúc thì làm những việc tà đạo hơn như là đi ăn trực ở nhà hàng. Khi vào thì là nhân viên cánh đồng bông, còn lúc đi ra thì lại là chủ cánh đồng. Một ngày khác, Max xỏ chân vào giày học sinh phóng xích đu. Rồi hôm nghịch ngu thì trấn lột đôi giày của một tên nhà giàu, leo lên siêu xe của hắn phóng xuyên đêm. Sau khi rong chơi thỏa thích, anh trở về với mẹ già thân yêu. Anh hỏi bà nếu được làm một điều mình thích thì điều đó là gì. Ba nở một nụ cười và bảo là mẹ thích mày lấy vợ. 30 tuổi mà chưa lấy vợ, người ta bảo mày là gay đấy con. Không phải đâu, ba chỉ ước là được ăn tối với chồng mình. Câu nói đó đã lay động Max, nhận ra là mình đang sở hữu một sức mạnh thật nhiệm kỳ, thế mà lại mang đi quậy phá. Hóa ra nó còn có thể làm những việc ý nghĩa khác, như là lừa mẹ mình. Max lấy ra đôi giày của bố mang đến tiệm, nhưng mà khi cái đầu trên đang tập trung thì cái đầu dưới của anh bị hấp dẫn bởi một quý cô xinh đẹp đã ghé vào cửa tiệm và gửi cho Max đôi giày của người yêu mình. Nhận ra đây là cơ hội để đẹp trai gấp 10 lần hiện tại, Max xỏ nó vào và đi tới quán rượu. Với cái bản cập nhật mới này thì con gái để ý tới Max hơn, tí thì chốt đơn được một em gái đấy. Nhưng mà đến lúc ấn vào giỏ hàng thì bố này lại gọi về xin phép mẹ. Thế là gái chạy vội. Đang thong dong về nhà, Max gặp được người mà anh đang giả dạng. Thế là anh vội vàng tháo nó ra trước khi rơi vào tình thế khó xử. Anh này thì vừa về từ nhà bạn gái. Thế là cái đầu đen tối của Max nảy ra một ý nghĩ là quay lại xỏ chân vào giày và đóng vai người bạn trai quên chìa khóa. Hơn cả những gì anh mong đợi, cô bạn gái đang trong nhà tắm. Khi biết bạn trai mình quay lại thì gọi ngay vào kiểm tra bài cũ. Tới cái phần lịch sử thần thoại, cụ thể là tái hiện khung cảnh trừ đồng tử, thì Max mới sực nhớ ra là mình không thể tháo giày ra được. Thế là anh đành vén quần túm chim ra khỏi nhà của người đẹp.
Max trở về nhà với mẹ, anh trông thấy bà đã ngủ quên bên sofa, trong khi TV thì vẫn còn bật. Trên đó đang phỏng vấn ông bác già, ông đang bị gây áp lực để bán khu đất trong cùng dãy phố. Và cả cô Carmen hôm trước tới gặp anh thì cũng đang cùng với những người khác vận động người dân không được bán đất cho bên xây dựng. Ngay sáng hôm sau, Carmen có chặn mặt Max. Qua vài một câu xã giao, anh biết được cô gái này có hoàn cảnh giống mình. Bố bỏ đi từ nhỏ để cô lại sống với mẹ, chỉ khác là bố Max đi đâu thì không ai biết, còn bố Carmen thì bị thần lơ bắt đi. Từ sau đó, Max quan tâm đến Carmen nhiều hơn, nói toạt ra là stalk. Nhưng mỗi lần thì lại dùng một nhân dạng nên là Carmen không biết. Tối nay, anh quyết định sẽ trở về nhà và tặng cho mẹ một món quà, chính là sự xuất hiện của người chồng năm nào. Anh nhắn với mẹ rằng tối nay bố về, thế là bà ăn diện xinh đẹp, ngồi trong phòng khách đợi tin mừng. Sau gần ấy năm, sau gần ấy sự cô đơn, vậy mà khi gặp lại người đã để mình gà mái nuôi con, bà vẫn dịu dàng, ân cần, không đòi một đồng tiền trợ cấp. Cả hai vui vẻ cùng ăn bữa tối ấm áp với nhau. Tối hôm đó chắc chắn là tối hạnh phúc nhất mà bà đã có trong suốt hàng chục năm. Bà sẽ có một giấc ngủ ngon nhất khi được ông xã hôn lên trán và gọi là công chúa bé bỏng của anh. Sáng hôm sau, khi Max vào gọi mẹ thì bà đã sang thế giới bên kia với một nụ cười trên môi. Cuộc sống có lẽ đã trọn vẹn với bà. Bà xứng đáng được hưởng một nơi an nghỉ tử tế. Nhưng mà cái ví tiền của Max thì không nghĩ thế. Ông hàng xóm Jimmy ngỏ ý muốn giúp anh, nhưng mà Max không muốn nhận, tại vì hiện tại mọi thứ quá rối ren. Sau khi lo ma chay xong xuôi, Max trở lại cửa hàng. 49 chưa qua thì da đen đã tới. Tên đầu gấu hôm trước quay trở lại, bực bội vì Max chưa làm xong giày cho hắn, mặc kệ cả đám tang, xong rồi lại còn móc mỉa chuyện nhà anh. Max thì vẫn chưa phải là võ sĩ MMA nên là anh không dám làm gì. Nhưng mà anh có máy khâu giày và một kế hoạch. Anh mang theo túi sách chứa đầy giày, bám theo tên sức sược kia. Cứ qua một con phố, anh lại xỏ một chiếc khác để không bị nghi ngờ. Khi đi theo tên này tới một cửa hàng tiện lợi thì Max phát hiện ra thằng cha này làm bảo kê, đi lanh quanh thu tiền của những người bán hàng. Sau cùng, Max đã lần theo dấu tới được nhà của tên côn đồ. Vừa khanh hắn rời đi, anh liền đeo giày rồi giả làm hắn. Khi bước vào trong, anh gặp cô bạn gái của Leon. Max hỏi cô ta chỗ để đống đồng hồ đắt tiền, nhưng mà cô này không biết, đã thế còn lên mồm chửi anh vì đã đánh và lấy tiền của cô. Sau khi người phụ nữ này rời đi, Max lục lọi quanh nhà, đồng hồ đâu chả thấy, thấy mỗi cái đống hàng nóng tên này cất bên trong, xong rồi lỡ tay sờ vào cây trích điện, thế là nằm bất tỉnh ngay giữa nhà. Một lúc sau, Max tỉnh dậy thì trời đã muộn, anh vội vàng xỏ giày đi về. Nhưng mà xui một cái, đúng lúc này chủ nhà về, tên này lao vào áp đảo Max khi thấy có một thằng đẹp trai y như mình. Suýt chút nữa Max đã bị lộ tẩy và ăn một trận no đòn. May là anh thủ sẵn kê trích điện và cho hắn bất tỉnh. Sau đó thì Max trói tên này vào ghế, tra hỏi nơi giấu đồng hồ bằng nhiều nhân dạng khác nhau. Khi mà có được thứ mình muốn thì Max định đánh ngất hắn rồi cởi trói và ra về. Ai ngờ hai thằng đàn em của hắn gõ cửa. Theo lời tên côn đồ, bọn chúng đang đi thu tiền bảo kê, món tiền trị giá 50.000 đô. Nghe đến đây thì Max quyết định là chơi liều, xỏ giày của tên xã hội và đóng giả hắn đi thu tiền tươi luôn. Cứ tưởng là cái vụ này nhanh chóng, ai ngờ hai thằng em dẫn Max tới địa bàn làm ăn và giao cho hắn một thằng ất ơ nào đấy đang bị đánh thừa sống thiếu chết. Tội của thằng này là hoạt động trên địa bàn của băng. Nếu mà không có sự can ngăn từ Max thì tên đàn em đã cho thanh niên một viên xuyên táo. Với sự nhân từ mà thực chất là đóng không tròn vai thì anh đã cho thanh niên xui xẻo này một con đường sống. Sau đó Max cùng đàn em tới một khu biệt thự lớn, đó là nơi Leon, tên xã hội đen, nhận được tiền cho nhiệm vụ của mình. Người thuê hắn là một quý bà với mục đích thâu tóm khu phố của Max cho công việc kinh doanh bất động sản của bà ta. Sau khi nhận được một đống tiền, Max quay trở lại nhà Leon để cởi trói cho hắn. Ai ngờ bước đến cửa thì bị dí ngay cò súng vào mồm. Leon lôi Max vào trong nhà, lúc này đang trong nhân dạng chị đẹp. Hắn tra hỏi những người khác, ý là những người Max đóng giả đâu rồi. Nhân vật chính cũng thật thà bảo là không, em đẩy sai một mình mà đồng đội AFK hết rồi. Không lòng vòng, Leon đẩy Max xuống đất và bóp cổ anh. Đang trong cơ thể phụ nữ thì Max không vật lại tên côn đồ. Anh gắng sức để chiếc guốc ở chân ra và lập tức biến hình. Điều này làm Leon bất ngờ, hóa ra đựng vào cú có gai. Sau khi nhận ra anh thợ sửa giày, Leon lại lao vào níu kéo. Trong khi đạp chân để thoát khỏi sự kìm kẹp của Leon thì Max đã đạp thẳng mũi guốc vào cổ hắn, tiễn hắn đi theo mẹ mình. Quá hoảng sợ, Max về nhà ngủ một giấc. Sáng hôm sau thì đến sở cảnh sát để đầu thú và khai báo hoàn toàn sự việc mình làm. Đại loại là tôi đột nhập vào nhà hắn vì có giao diện giống hệt hắn rồi ngộ sát bằng một chiếc guốc cao 12 phân. Cảnh sát nghe thấy nhảm nhí nhưng mà cũng cử người tới hiện trường lấy thông tin. Nhưng mà kỳ lạ là khi ba mặt tới nơi thì mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, cả người lẫn máu, nên là Max thì chẳng có lý do gì để làm phiền mấy ông cảnh sát nữa, đành trở về tiệm của mình. Khi bước vào trong, Max thấy túi tiền cùng đôi guốc nằm chễm chệ trên bàn. Với bản tính của mình, Max ra ngoài gọi taxi tính trả lại số tiền. Lúc này thì Jimmy đi từ trong cửa tiệm ra, nói là anh hãy bình tĩnh lại vì ông biết chuyện gì đang xảy ra với cậu. Jimmy nói trước kia bố cậu cũng sống như này, dính đến lũ người xấu rồi phải sống ẩn giật để tránh liên lụy tới vợ con. Bất ngờ nghe chuyện quá khó tin, Max gạt Jimmy ra và vẫn đi tới nhà quý bà để trả lại số tiền. Vừa đặt chân tới nơi thì Max khoác lên mình nhân dạng của chị đẹp và nói rằng Leon đã biến mất, đồng thời sẽ không nhận cái vụ này. Nhưng mà dân chuyên
chuyên nghiệp làm ăn rất kín kẽ. Max bị đánh ngất và đưa đi xử lý. Trên đường anh tỉnh dậy và thay cho mình đôi giày cũ nhất, hóa thân thành người âm phủ dọa hai tên đàn em, khiến chiếc xe lao vào lề đường. Max một lần nữa may mắn thoát cửa tử, lết được về tới nhà. Sáng hôm sau, anh ghé sang cửa hàng của chú Jimmy và gửi lời xin lỗi tại vì hôm qua đã cư xử quá lỗ mãng. Mọi việc chưa kết thúc ở đây, Max tới tòa soạn nơi Carmen đang làm việc. Anh nói rằng đã biết chuyện dồn ép dân cư mà cô đang điều tra và biết kẻ đứng sau chính là bà Greenawatt. Bà ta là chủ sở hữu ngôi nhà mà ông Solomon đang trấn thủ, chỉ cần ông lão đồng ý chuyển đi là họ có thể bán cả dãy nhà. Thế là hai người tới gõ cửa nhà ông Solomon và trình bày những chuyện xấu sắp ập tới. Dù có đe dọa tới tính mạng nhưng mà ông vẫn quyết ở lại, vì với ông, ngôi nhà này là kỷ niệm, gia đình ông đã gắn bó với nó gần nửa thế kỷ. Chung cư mà nửa thế kỷ thì nó xuống giá và nó xuống cấp lắm rồi, để người ta xây mới đi. Nghe ông già đấy cũng kiên quyết nên là Max đã ra tay giúp ông. Anh mượn giày của ông để ra gặp mặt với bà Greenawatt. Max ra giá 100.000 đô cho trợ kỳ bán nhà và nhanh chóng lấy được sự đồng thuận từ quý bà. Tối hôm đó, bên kia mang tiền tới nhà lão già. Trước khi bước vào trong, hai tên đàn em đã bị lão bắt phải cởi giày ra. Tới khi chúng giao tiền và đi ra thì cả hai đôi giày đã mất hút. Hóa ra lần này Max không đóng giả làm lão mà chỉ âm thầm lấy giày của chúng về tiệm rồi hóa phép. Max đang có một kế hoạch để đời, bắt đầu với nhận dạng của Leon. Max mò về chốn cũ và cố tình để tay đàn em phát hiện. Và khi hắn cầm súng vào trong thì anh đã biến thành tay đàn em còn lại rồi lợi dụng tên này mất cảnh giác, trích điện đánh ngất hắn. Sau khi tên béo đã hôn mê, Max trộm danh tính của hắn rồi gọi điện cho quý bà, dụ bà ta đến nhà ông Solomon. Ở phía ông già, với sự giúp đỡ từ cảnh sát, ông cắt đuôi được thằng đàn em đang áp giải mình và cầm 100.000 đô đi ngon ơ. Còn quý bà thì cứ đinh ninh là vườn không nhà trống, đã vô cùng bất ngờ khi thấy lão Solomon ngồi chinh inh trước mặt mình. Max nói với bà ta rằng mình sẽ không chuyển đi đâu hết, còn bà mất tiền là do bà ngu. Tới nước này thì quý bà không giữ được bình tĩnh nữa, xả hết những lời đe dọa vào mặt Max. Bà ta nói sẽ thiêu rụi trốn dung thân của ông và sẽ cử người đến xử lý cô con gái bên Chicago. Toàn bộ những lời này đều đã bị camera giấu kín quay lại và sẵn sàng phục vụ khán giả của đài New York One. Sau đó bà ta bị bắt lại điều tra về những thương vụ mờ ám của mình. Kết thúc phi vụ một cách mỹ mãn, Max trở về với quán quen thân thương và tiếp tục công việc nâng niu bàn chân khách. Hôm nay Carmen có ghé qua cửa tiệm để gửi giày, tiện thể cảm ơn anh vì vụ hôm trước. Cô vẫn thắc mắc làm sao mà anh làm được như vậy. Ý cô là khiến ông Solomon xuất hiện ở hai nơi cùng một lúc. Max không tiết lộ nhưng mà đồng ý một cuộc hẹn ăn tối vào cuối tuần này để biến Carmen thành Carmen Rider. Hiểu không? Cưỡi. Chưa dừng ở đó thì Max biến thành Leon một lần cuối, tới nhà bạn gái cũ của hắn và đưa cho cô đống đồng hồ đắt tiền, coi như là để bù đắp. Xong xuôi, Max ra về. Nhưng mà vừa bước ra ngoài đường thì đã gặp lại Patrick, chính cái tên mà anh đã tha mạng hồi ở nhà kho. Thằng này thì lại lấy oán báo ân. Trong khi Max bị giữ cả hai tay thì cả bọn bị một chiếc xe tải đâm vào. Max tỉnh dậy và thấy trước mặt mình là Jimmy. Ông là người đã cứu anh khỏi đống đổ nát. Ông nói rằng Max nên ăn dưa muối thường xuyên tại vì nó cung cấp cho anh sức khỏe khi mà liên tục nhảy từ cơ thể này sang cơ thể khác. Jimmy đã biết tất cả về sức mạnh của chiếc máy khâu và ông cũng chính là người đã phi tang cái xác của Leon. Đến đây thì Jimmy chốt hạ sau khi cởi giày của mình ra. Ông chính là bố của Max. Suốt gần ấy năm, ông vẫn ở bên theo dõi và bảo vệ gia đình của mình với tư cách là ông hàng xóm. Ông giữ bí mật suốt gần đấy năm vì thân phận của mình không hề đơn giản. Max được bố dắt xuống tầm hầm, nơi mà bí ẩn không khác gì cái Batcave. Ở dưới đấy thì có cả một bộ sưu tập giày vài trăm chiếc được truyền lại từ thời ông cố. Giờ thì chuyện ngày xưa mới được kể là vào năm 1903, một số thợ thủ công Do Thái tới nhờ ông nội của Max vì họ có nguy cơ mất việc do suy thoái kinh tế. Lúc này thì bố của Max là Abraham lần đầu được nhìn thấy chiếc máy khâu và được nghe về lịch sử nguồn gốc của nó. Theo lời ông nội thì vào một đêm lạnh giá nhất, có một kẻ lang thang đã gõ cửa nhà mình và cụ nhà mình đã cho hắn ở lại một đêm trong khi cả xóm đều từ chối. Sáng hôm sau, người đó bỏ đi từ sáng sớm nhưng mà có để lại một chiếc máy khâu, đó chính là chiếc máy khâu được truyền lại ba đời. Và ông gọi công việc này là người hộ vệ của những linh hồn. Là mau. Hai bố con ôm lấy nhau trước khi ông tiếp tục cho con trai một bất ngờ nữa. Phía sau tầng hầm có một cánh cửa nơi ông cất một chiếc ô tô hạng sang và cả một quản gia lịch lãm. Ông giới thiệu với con về cả một mạng lưới những người sở hữu đồ vật diệu kỳ. Ngoài chiếc máy khâu ra thì còn cả những chiếc máy may khác và mọi người thi thoảng lại họp lại giống như là liên minh công lý với hy vọng là sẽ cứu được vũ trụ điện ảnh DC. Nói chung là phim này hư cấu thôi, không hề cổ suý hành động xỏ chân vào giày người khác khi mà chưa được cho phép. Nên là tôi là vui vẻ. Đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.